Rồi vậy con giới thiệu tên con đi. Con đây là bạn Phan Gia Hưng, hôm nay con 9 tuổi. Con giới thiệu cái gì đây? Hôm nay con giới thiệu cái gì? Hôm nay con giới thiệu về về cái mặt sao về không? cái mặt điện Mà cái mặt, một cái mặt điện ấn nó một sáng cái đúng mặt điện ứng là nó sáng. không? Cái này là cái bộ nguồn, bộ bộ gì bộ bộ gì cái này là cái bộ cắm á. À, mày cắm vào, ok rồi. Còn cái này là bộ nguồn, Rồi bộ nguồn, rồi bộ nguồn lo. còn cái này là cái nút nhấn. Đâu nút nhấn đâu? Đó coi nè. À đây là nút nhấn nha, con đây này, giải thích là nút nhấn này rồi. Rồi dây điện nha, cái này là con nói là dây điện nè. Còn cái này là đèn led. À đây đèn led nha. Rồi. Bây giờ con tìm hiểu đèn led, con nói ba nghe coi cái đèn led này nó sao sao mới biết được cái nào cổng nào chưa. Sao mà tới nói mà nghe coi. Sát đây nói đây nghe. Để mà biết được cái cộng hay là trừ á thì Có mấy cách? có hai cách luận. Cái cách thứ nhất á là sẽ nhìn ở dưới đây, Coi nè, con lấy tay con che dưới này. cái nào á mà dài á là sẽ là dương, mà cái nào là ngắn á là sẽ là âm. À, còn cái nào khác rồi ta? Còn cái nào nữa? Còn cái cách thứ hai á là mình nhìn kỹ ở trong này Coi, nè, coi, coi, rồi, rồi, nhìn mình kìa. nhìn kỹ ở trong này, À. cái nào á mà bự á, bự nhất á thì sẽ là âm, còn cái nào mà nhỏ 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 hơn thì à? À, nhỏ. sẽ là dương. À, hay quá hàm. Bây giờ là cái nhìn vào trong đây. Đúng không? Nhưng mà trong đây cái nào u á là to á là dương đúng không? Cái cây là nó là cây dương, còn cái nào nhỏ là âm. Đúng rồi, quá hay ta. Rồi cái này là cái này cục gì đấy? Cái này là cái cục pin. À, cục pin là sao? Giờ thích ba cục pin đấy, cái nào dương nào âm sao biết được hay á? Cho đây này, mình nhìn cho đây này sao biết cục pin này. Mình nhìn vô đây À, mình nhìn nè. vô đây nhìn sao cái nào dương cái nào âm. Nó có dấu có gì mình nhìn trên dấu cộng dấu trừ đúng không? Coi coi. Dạ, mình sẽ lật tìm mấy cái chỗ này nè, xong rồi cứ mình xem cái chỗ mà cái chỗ, dấu này nè là dấu trừ, Ờ dấu còn trừ. cái chỗ này nè là dấu À, cộng. vậy là cái nhô lên là dương đúng không? Dạ. Rồi còn cái lọn vô là cái bằng là âm. Âm. Rồi ok rồi xong. Rồi bây giờ con làm cho cái mặt đi, bây giờ con từ đấu cái mặt mà cho nó từ sáng ra nè. Rồi con biết cái này là như thế nào không? Cái Dạ biết. này là hai cái này là cái nút nhấn này, là hai cái này hợ này đúng không? Rồi đâu có giống cắm cho ba coi nè. Để con giới thiệu mấy cái đường đi Rồi, nha. giới thiệu bước đi đi. Cái này á là những cái đường song song, mình gắn ở đâu cũng được. À, thì hiện tại là nó đang chia là hai phần, cái phần dưới đây này, cái phần dưới đây giống nhau hết này nha. Dạ. À. Còn cái chỗ này thì cũng giống y chang như À, vậy. là những cái phần đây là cái phần đây là nó giống nhau hết đúng không? Mình không được cắm ở chính giữa đâu, cắm ở chính giữa thì nó sẽ chiếm diện tích, cho nên mình sẽ gắn nhất vào bên này hoặc là nhất vào bên này đều được. Rồi, cắm đây coi. Biết tại sao mà lại phải gắn cái này ở ngay cái chỗ này mà là không gắn ở trên đây không? Tại vì á, nếu như mà mình gắn ở trên Sẽ này, được không? Sẽ qua đây, qua ngồi ngồi sáng ra. tại vì nếu như mà mình gắn ở trên này á thì á nó sẽ bị chiếm diện tích, nó sẽ không có làm được nhiều những cái đèn led. Rồi bây giờ con gắn từ rồi gắn tiếp theo đi, từ gắn nha, từ gắn xong là thiết đây, vừa làm vừa thiết được Cái này là phải bẻ ra nè, không? bẻ ra xong rồi cái mình sẽ gắn gắn vào cái chỗ Nào, này. nào dương âm nhìn cho kỹ nha, coi sai mất nha, đúng đúng dương âm chưa? Dạ đúng. Mình phải gắn cách một ô ở đây. Rồi ok rồi. À con gắn vậy đúng không? Con gắn cái chân đây. À đây. Rồi, đúng dương âm cho con. Dạ đúng. Đúng có coi này, đúng dương kiểm tra lại coi sai đúng. Đúng đúng coi làm cắm lại coi, đúng có sai, đúng thử đúng đi. Cắm sai nó hư mất á. Kiểm tra lại coi. À kiểm tra rồi nè. Dương âm đâu? Đúng không? Con làm đúng không? Con thấy cái bị lỗi nhá không? Con rút ra coi nè, cái này dài ngang anh. Lộn rồi. Ờ lộn á nha. À hả nha. Chỉ cần mình sai sót nhỏ thôi là nó cũng có thể làm hư cái đồ mà mình đang làm đó. Ừ, rồi đây rồi. Bây giờ mình phải cắt cái chỗ dây điện này cho bên này, lát nữa thì sẽ cắt cho cái chân bên này nha. Mình phải gắn cái chỗ này là theo đúng âm âm theo âm, dương theo dương. Đây, âm dương đâu đâu đây, con làm đúng không, hai cái này là cùng một đường thẳng này đó. Rồi đây
thẳng nha. Rồi cái này âm nè, đúng không? Âm đúng không? Rồi theo còn cái gì nữa? Còn cái dây này thì hồi nãy con đã nói rồi, sẽ cắt qua cái bên cái chân kia. Rồi, chân đâu? Rồi còn cái chỗ này là cực cực dương cho nên mình sẽ gắn vào đây. Rồi để bạn quay một vòng cho mấy bạn thấy nè. Đây bạn thấy đây, bạn đấu nè. Hơi mờ đây. Nha bạn làm nha đó. Cùng chân này ra âm này. Nha, yeah, rồi cái chân này, cái bên này là bạn đã dương này. Rồi bằng còn tiếp theo là muốn làm gì nữa? Tiếp theo thì mình sẽ gắn cái dây nguồn. Gắn cái dây nguồn phải cho đúng, nhưng mà gắn không đúng thì nó sẽ không đen, thì nó sẽ không lên đèn đâu. Ừ, rồi cái này đâu? Đúng không? Đây. Cái dây màu xanh là âm hay dương? Cái dây màu xanh là âm, còn cái dây màu này nè, cái màu nâu á là sẽ là màu dương. Là dương, đó đúng rồi. Bây giờ tại sao không tháo pin làm gì á? Tháo pin ra là để cho gắn cái này vậy, nó sẽ không có bị cái mặt điện á nó chạm vào nhau. À, nó không sợ nó chạm đúng không? À, rồi giờ cắm vào đi, con làm đúng chưa con tự? Cái này là mình phải gắn vào sau nè. Coi đúng chiều nhìn chị chứ, gắn sai nó hư đó. Đúng chưa? Chắc chắn đúng chưa? Rồi nếu mà đúng thì bấm cho coi nó sáng nè. Ô đúng rồi đó. Bạn làm đúng nè. Nha, bạn làm đã sáng đó nha. Cái này là mặt đầu tiên của bạn nè. Nha, bạn giải thích rất là hay. Mình đã được một cái thành quả. Thành quả đầu tiên đó. Rồi đó, giỏi. Rồi, để coi tác phẩm coi. Rồi chụp hình, đứng hình 1, 2. Rồi xong, giỏi. Thôi chào các bạn này, bắt tắt. Chào tất cả các mọi người đang xem video này nha. Rồi, chào.